xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Hoành của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. khi học tại trường huấn luyện hạ sĩ quan của quân khu tả ngạn tôi với hoành chạm trán nhau lần đầu bây giờ tôi đá tiền đạo cánh phải cho trung đội hai hoành là trung vệ thòng của trung đội một đón đường bóng của đồng đội tôi băng ngay xuống góc phải khu cấm địa cầm chắc cú sút vậy mà hoành ở đâu lù lù xuất hiện hắn dùng vai hích tôi văng ra ngoài lăn mấy vòng rồi nằm dài ra tôi hy vọng được hưởng cú 11 mét. Vậy mà trọng tài Duy Ly lại thổi công nhận hoành huyết vai đúng luật. Khi có bóng trở lại, tôi lại một mình đột phá và vẫn là hoành lùi xuống chặn đứng tôi trước vạch 16 mét 50. Tôi giật cùi trò về phía sau để trả đũa. Hoành nổi nóng sọc giò khiến tôi ngã lăn ra tóe đom đóm. Chuyến này được hưởng cú phạt nhưng tôi lại suốt bóng bổng lên trời. Trước giờ cơm chiều tôi xuống suối tắm. Hoành cười hề hề. Xí xóa nhé Sức anh cản lướt tôi sao nổi. Quả là Hoành to thật. To như con gấu. Bạn bè gọi hắn là Hoành Pachy Khơ. Nghĩa là vừa to vừa to vừa trực tính. Tốt nghiệp khóa huấn luyện. Chẳng biết vì sao cấp trên lại cử tôi làm trung đội phó. Hoành thành tiểu đội trưởng của tôi. Từ đó Hoành xưng em với tôi ngọt sớt. Với nữa, Hoành mới xong lớp 10, còn tôi đã gần xong năm thứ nhất đại học, cộng thêm một năm đút vỡ lòng nữa. Tôi hơn Hoành những hai tuổi. Tôi nhớ vào cái đêm đài đưa tin Victor Hara bị Pinochet xử bắn ở sân vận động Chile. Hoành mời tôi một đùm xôi lạc to tướng. Hắn nói, con bạn cùng làng lên thăm, đêm nay anh cho em ra nhà khách của đại đội nói chuyện kỷ luật là không được cho lính ngủ lại nhà khách với bạn, vậy mà hoành lặn cả đêm luôn. Sáng ngày hắn khều tôi ra, biếu hẳn một gói thắng long. Anh ạ, à, chết mà không biết mùi đời thì uổng lắm. Em những hai lần rồi đấy, hoàn toàn tự nguyện chứ không nhọc xác tán tỉnh gì. Lần đầu ấy mà, em run lắm. Chẳng biết có thật thế không hay là hoành bịa ra. Nó kể lúc đang học lớp 10, cô bạn cùng làng rủ lên Mai Siêu thăm người anh họ. Cả hai đèo nhau bằng xe phượng hoàng màu cánh trà. Qua phải lục ngạn được gần 10 cây số thì mắc mưa. Con đường đất đỏ nhão ra như bột nếp, đến đẩy xe đi cũng không nổi. Mây kìn kìn che khuất cả trăng. Hành với cô bạn phải dừng lại trú mưa trong cái quán bán chè xanh bỏ không bên đường. Gió thổn thức, rừng thổn thức, nhoi nhói rét đêm thổn thức cột hai người lại với nhau. Nghe Hoành kể sao mà dễ thế, cứ liều mạng là xong. Hắn còn viện cả thơ chế lan viên ra. Lòng riêng cô gái tuổi đôi mươi, thầm kín hằng mong một sức trai. Cường nói Hoành toàn bốc phét. Hồi học chung lớp 10 với em, hắn làm gì có đợt nào đi mai siêu. Còn cái đêm nó xin ra nhà khách, em đi kiểm tra gác, dình xem nó có làm gì không, chỉ thấy nó ngồi hút thuốc thôi. Chả là cô gái còn có mẹ đi kèm theo nữa. Tin nói có mà tin mèo đứt đuôi ấy. Khi theo đoàn 5056 vào Nam, lúc chú quân ở Atoper, hoành lại rúi cho tôi một vắt xôi. Em đổi tấm ảnh con bạn cho một người Lào được cả ký nếp đấy. Anh có tấm ảnh cô bạn nào không? Rồi thì cũng không giữ được đâu anh ạ. À. Cắt ảnh con gái trong túi là xui lắm. Mà kim chỉ cũng đổi được con gà hay miếng thịt rừng đấy. Giữ mà làm gì? Tôi có bức ảnh của Phụng, nhưng đổi thì tiếc lắm. Trước ngày lên đường, tôi với Phụng từng có mấy tiếng ngồi với nhau bên bờ sông Công. Đến lúc Phụng trao tôi cuốn sổ tay nho nhỏ như bàn tay, thì chúng tôi ra về. Sáng ngày tôi mới biết trong cuốn sổ có tấm ảnh khổ bốn sáu dắt vào trong miếng họa báo bọc bìa sổ. Hoành đã vài lần được tôi cho xem tấm ảnh kia. Nó hỏi, thế anh đã được hôn chưa? Tôi nhớ là sau mấy lần im lặng, có một lần tôi đã gật đầu. Và đã gật đầu rồi thì lần sau nó hỏi tôi cũng gật. Gật và tưởng tượng ra mùi hương nhu sao mà thơm thế. Rồi tôi bắt đầu bịa. Khi Hoành mắc võng nằm cạnh tôi trong rừng khộp, tôi bịa ra sự mịn mượt của làn da tôi bịa ra mùi ngất ngây của gò má thấy hoành cứ nghệt mặt ra tôi nghĩ bụng đúng là thằng này bốc phét mình bịa ra mà nó còn tin thì thứ gì mà nó không bịa chứ tôi liền leo thang bịa thêm một tấc nữa hoàng ngồi hẳn dậy túm lấy tay tôi hỏi thế cái ấy tôi không dám bịa chuyện tày trời vì tôi sợ bốc phét bị trời đánh hoành thở dài thườn thượt tiếc nhỉ chỉ có hai người bên bờ sông mà chỉ ném cuội xuống nước thì tiếc thật đấy đến Soi viêng tiểu đoàn chuyển tôi qua vô tuyến điện từ đó tôi ít gặp hoành cho đến khi trung đoàn vượt búng bình thiên biên giới tiến sâu vào đứng chân trên vùng an phú tôi mới gặp lại hoành là bởi tiểu đoàn chúng tôi thành lập tổ tác chiến cơ động vượt sông tiền luồn sâu vào Tân Châu, săn lùng thiết giáp chiến đoàn 56. Hoành từ trung đội trinh sát được điều tới bổ sung. Tổ cơ động săn lùng này do tham mưu trưởng tiểu đoàn Nguyễn Văn Ngôi phụ trách. Chúng tôi có tất cả 12 người được giao nhiệm vụ phải hạ bằng được một xe tăng hay xe lội nước để chuẩn bị mở màn cho chiến dịch mùa mưa. Tiểu đoàn hành quân dòng dã mấy đêm liền về tới Kinh Ô nước đục triển khai đội hình xong lúc 6 giờ sáng. 8 giờ sáng ăn ngay một trận pháo giàn cấp tập. Dứt trận pháo, tôi hay tin trinh sát tóm được một mẹ thiên Nga Phượng Hoàng với chiếc máy PRC-77. Trời ạ! À, tôi không thể tin được vào mắt mình. Giặc gì mà trắng như bông bưởi, đẹp tới không chịu nổi. Nhắm chừng chỉ 20-21 là cùng. Lính tráng hay tin, anh nào cũng tìm cách ghé chỗ tham mưu trường liếc một cái cho biết. Đến chiều, tiểu đoàn trưởng lệnh cho tôi với Hoành dẫn độ cô gái về trung đoàn bộ. Đây là việc làm của cánh trinh sát của trợ lý bảo vệ tiểu đoàn. Sở dĩ tôi được phân công là do có lệnh đi nhận thêm máy tăng cường, nhận thêm mấy lố pin khối cho tiểu đội vô tuyến điện. Chúng tôi ra đi vào lúc chạng vạng mặt người. Hoành ngồi lái, tôi ngồi mũi, cô gái ngồi ở giữa xuồng. Nước đang lên nên chúng tôi bơi trở vô đồng khá dễ. Khoảng 9 giờ, Chúng tôi cặp xuồng vào bờ, leo lên gốc ô môi ngồi nghỉ. Dài ngân hà vắt ngang trời lóng lánh như sắp chảy hòa xuống mặt đất. Hơi đồng rười rượi, cô gái ngồi tựa gốc cây, tôi với Hoành ngồi hút thuốc cách đó vài mét. Anh chàng vừa hút vừa nhìn lom lom cô gái. Đêm đẹp như huyền thoại, vậy mà tự dưng bị xé nát ra bởi đạn pháo. Chắc chắn là tụi sư đoàn 7 đã ngửi thấy mùi trung đoàn chúng tôi vượt biên giới, đứng chân dọc theo sông Tiền. Pháo chụp, pháo phát quang, quảng miệng veo véo. Pháo khoan nổ rùng rùng chuyển đất. Trận pháo kéo dài chừng hơn 10 phút. Dứt trận pháo tôi nhìn quanh quất, nhưng không thấy cô gái thiên Nga Phượng Hoàng ở đâu. Hoành học lên, tức tối. Ê, con Điệp, mày trốn đâu rồi hả? Chỉ có tiếng gió đồng hụ hụ trên tảng ô môn thốt nhiên tôi nghe tiếng rên dưới dòng kinh thì ra cô gái đã nhảy xuống đó để trốn pháo thấy cả hai chúng tôi chĩa súng xuống cô gái vội lật bật trèo lên tấm áo bà ba bị rách toạc một bên vai nhìn rõ máu rịn ra thành dòng trên ngực vết thương chỉ là một vết cứa ngắn ở phần mềm hoành ném cho cô ta miếng băng gà có keo dính nói dằn giọng Tụi mày gọi pháo chứ ai mà khóc. Ông quạt cho một băng bây giờ. Cô gái quay mặt vào gốc ô môi, xoay sờ tự giá miếng băng gạc lên ngực, hoành gắt. Làm giặc mà cũng còn xấu hổ à? Quay lại đây trông xem nào. Ông nội mày ăn chay mấy tháng nay, không biết mai có còn sống nữa hay không? Lột ra đi. Nghe Hoành nói, cô gái hoảng sợ ngồi thụp xuống, phòng hai tay ôm lấy bầu ngực. Hoành quỳ xuống chĩa súng vào cô gái. Cô gái quay mặt lại khóc thét lên. Mẹ ơi! Bây giờ tôi tưởng là Hoành sẽ xử bằng một loạt đạn. Nên đã định chạy tới ngăn lại. Nhưng bỗng nhiên Hoành phá ra cười. Cũng biết sợ, cũng biết xấu hổ à. Thôi, cuốn xéo đi cho rồi. Hất chéo khẩu AK bắn gấp ra sau lưng. Hoành đá vào chân tôi nói Thả nó cho rồi Không hiểu sao lúc đó tôi lại nghe theo Hoành Chiếc xuồng bị pháo đã bể nát Nên tôi cũng lững thững khoác súng đi theo Hoành Dọc theo dòng kinh Đầu ong ong u u Vì mặc cảm tội lỗi dám tha cho con điệp kia Tôi không muốn ngoái lại nhìn chỗ cây ô môi ấy Chúng tôi chỉ cần bịa ra một cớ gì đó là sạch tội bom đạn sẽ xóa tất cả. Chiến tranh là như vậy. Nhưng hình như nỗi ám ảnh cứ ghi chân tôi lại. Rõ ràng là cô gái đang lẽo đẽo đi theo chúng tôi. Lúc này ai là kẻ trốn chạy đây? Chúng tôi hay là cô gái? Hay chính là bầu trời đen bóng lấm tấm muôn ngàn vì sao kia? Tôi thấy thương cô gái tới muốn khóc nấc lên tại sao một cô gái đẹp nhường ấy lại gọi pháo nã vào chúng tôi nhỉ nếu cô ta là phụng thì tôi sẽ làm gì đây hoành đứng phát lại khiến đầu tôi đập đánh chát vào báng sắt gập của khẩu tiểu liên sau lưng anh ta không trốn đi mà tìm lối sống à em sợ sợ gì lộ đá về chợ tân châu chỉ cách mấy cây số thôi em biết Nhưng em sợ Sợ cái con khỉ Cô gái nghe Hoành nói Hòa ra khóc Hoành nhìn tôi lắc đầu Cô ta sợ cho anh em mình đấy Anh thấy không Chiến tranh như một trò đùa vậy Sáng nay cô ta là giặc Thế mà đêm nay Cô ta lại sợ cho anh em mình tôi biết là cô ta sợ chúng tôi bị kỷ luật chiến trường vì tội tha bổng tù binh nhưng tôi lại mù mờ không hiểu vì sao hoành lại muốn thả cục mỡ ngay trước miệng mèo sông nước mênh mông đồng rộng ngút ngát lỡ hoành có nổi hứng làm ẩu như anh ta từng thể độc cùng lắm chỉ đò một phát là xong pháo vừa dập xong đổ thừa dễ như bỡn ai mà biết thế mà Hoành lại nảy ra ý thương người, thương cái đứa gọi pháo bầy, dáng cho tiểu đoàn một trận tơi bời khói lửa. Và ba chúng tôi, ai cũng chìm trong suy nghĩ của mình, lặng lẽ bước đi. Cô gái đi giữa, tôi đi phía sau, Hoành đi phía trước, trông anh ta gù gù to lớn như con gấu. Cô gái thì cứ chui chúi là xuống như nhánh liễu. bỗng hoành dừng lại, xoay phát người, dùng cả hai tay túm lấy vai cô gái nói rít qua kẽ răng. Ông tha chết cho thì cút đi, cứ lẽo đẽo như cái đuôi, coi chừng ông nổi máu thì đừng có mà trách đấy. Lờ mờ dưới sáng sao, tôi thấy đôi mắt hoành đỏ ngầu lên, rùng rùng tia thèm khát. Có lẽ cô gái cũng linh tính thấy điều đó, cô ngồi sụp xuống vòng cả hai tay ôm lấy một chân của hoành khóc nấc lên từng chặp tôi đang đứng ngớ ra thì cô gái vụt đứng dậy chắp tay vái tôi và hoành mỗi người mấy cái rồi sấp ngửa chạy xuống khỏi bờ kinh lội băng đồng về phía lộ đá màn đêm bát ngát nhanh chóng nuốt chừng cô ta vào cái miệng đen ngòm của nó hoành phun nước miếng đánh vèo qua kẽ răng thở phào một cái nó như vừa trút được cả ngàn khối trì trong ngực thoát nợ khỏi lo còn đứa nào ở trên cậy thế nhòm ngó sinh ra hư hỏng đố nó còn dám vác máy vô đồng nữa lúc đi được hơn nửa đường leo lên bờ ngồi nghỉ hoành vừa bụm tay che lửa thuốc lập lòe vừa nói sao anh em mình lại thả không nó nhỉ phí của trời. Ngữ ấy về tới căn cứ thể nào chẳng cặp với đám sĩ quan làm tiền. Con lụa làng em thua nó một trời đấy anh ạ. À. Khi sư đoàn 9 của ta rút một bộ phận chủ lực tăng cường cho căn cứ ô tà sóc, tình hình chiến trường Tây Nam Bộ đang rất căng thẳng. Đang là lính trinh sát, hoành được điều qua hỏa lực DKZ-82 với lý do vì anh ta to khỏe do thiếu tay máy tôi xin tiểu đoàn trưởng để hoành bổ sung phụ máy cho tôi vậy là thêm lần nữa tôi với hoành thành một cặp đến nơi tôi không ngờ người được phân công giúp đỡ chúng tôi lại là một cô du kích còn rất trẻ tên là mi mi trông dịu dịu như bông mận nhỏ con nhưng lanh lẹ đi đứng nói năng hay làm bất cứ việc gì cũng nhanh thoăn thoắt mới thấy hoành cô đã nói chàng ơi người bự con như anh mà lạc trong rừng tre orang vài ngày không kiếm được thức gì ngoài tre chắc chết đói vì không biết đường mà ra nếu như không có mi chắc chắn chúng tôi không biết xoay sở ra sao giữa ngôn ngút rừng tre của vùng đất trang trăng nắng lửa này ngày thứ nhất liên lạc thông suốt đến ngày thứ bảy máy trung chuyển của chúng tôi bị trinh sát điện tử của địch phát hiện giờ thì tới lượt hoành đứng ngồi không yên lo lắng cho mi ra mặt tới ngày thứ chín buổi chiều không thấy mi trở lại như thường ngày cả hai chúng tôi đều nóng ruột nóng gan như lửa đốt tôi với hoành quyết định đi tìm mi tới chiều khi đã hoàn toàn tuyệt vọng tôi bỗng nghe tiếng hoành la lên cách đó vài mét lạc cả giọng mi mi ơi mi tôi chạy tới thấy hoành ngồi bệt dưới đất ôm chặt đầu mi lắc lấy lắc để một viên trọng liên bắn trổ từ sau lưng ra trước ngực phải của cô máu loang khắp tấm thân nhỏ nhắn tràn xuống mặt đất cả vạt hoành cõng mi tìm về căn cứ khi ra tới con rạch lợi dụng ánh sao nhờ nhờ ướt lạnh hoành đem quần áo cô gái đem xuống sông giặt sạch rồi anh cõng mi xuống nước kỳ cọ tấm thân của cô một cách kỹ lưỡng mắt anh ráo hoành không một ngấn nước nhưng đờ dại thất thần ba ngày sau chúng tôi mới tìm về được tới cứ xác của mi chúng tôi phải dùng dao găm moi đất dùng lá tre lót và phủ lên liệm tại một gò me keo mà không còn nhớ là chỗ nào nữa khi tìm đến trình diện tham mưu trưởng dường như tôi và hoành đều đã là đi vì đói và kiệt sức Vậy mà tham mưu trưởng vẫn chỉ vào hoành mà cười. Thằng này ô rể như con gấu ngựa. Kỳ này về hỏa lực nghe mày. Vậy là hoành thành xạ thủ DKZ về chi viện cho căn cứ ô tà sóc. Năm 1973, nhờ lúc nhỏ có học bơi ở hồ bơi Tăng Bạch Hồ, khu Hai Bà Trưng, Hà Nội, tôi thoát chết trong gang tấc ở Củ Lao Ba Thu, số là khi mỹ tuyên bố đình chiến để rút quân trung đoàn tôi ùn ùn kéo qua cắm cờ tuyên bố vùng giải phóng thấy chủ lực về bà con sợ có đánh lớn dùng ghe xuồng thoát hết đi nơi khác chừng như nguyễn văn thiệu phản hiệp định dùng tiểu hạm đội nhỏ trên sông vây đánh chúng tôi càng lúc càng lâm vào hoàn cảnh không nguồn tăng viện cuối cùng phải mở cả đường máu tìm lối thoát tôi nhờ khoác súng sau lưng hụp hửi lặn trốn đèn pha soi bắn thả trôi theo con nước mà vào tới đất liền. Còn đồng đội tôi hy sinh không biết bao nhiêu mà kể. Khi lui về phía bên kia sông Trăng biên giới chỉnh quân, tình cờ tôi gặp Cường, bây giờ là tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn thuộc tỉnh đội An Giang. Cường đang quấn băng trắng toát trên đầu, chờ dưỡng sức về tuyến trên. Gặp nhau, chưa kịp nói câu nào, Cường ôm chầm lấy tôi khóc nấc lên Thằng Hoành chết tức tưởi lắm anh ơi Chết đói chết khát Chết mòn mỏi từng ngày Xót lắm anh ơi Phải tới ngày hôm sau Cường mới đủ sức chấn tĩnh kể tôi nghe Sự ra đi mòn mỏi của Hoành Lúc về tăng cường bảo vệ căn cứ ô tà sóc Cường được điều về làm phân đội trưởng trọng liên 12 ly 8, chốt giữ ngay trước miệng hang rồ Ma Thiên Lãnh ngày nào cũng vài chục trận đối đầu với phản lực phi pháo. Anh em lần lượt thay nhau ra đi, thay nhau nằm xuống. Nhưng trận địa phòng không vẫn được giữ vững. Cho tới trận cường bị mảnh bom chém gãy bốn cái xương sườn, thì cấp trên phải điều hành từ phân đội DKZ tới thay anh chỉ huy phân đội. Bấy giờ là lúc đang trưa, lúc máy bay ít đánh nhất trong ngày. Anh em bày cơm ra miệng hang ăn với nhau, xong bữa cơm thì Cường và một chiến sĩ nữa cũng được thay thế cùng nhau xuống núi. Xuống khỏi dồ núi cao dốc lởm chởm đá tai mèo, Cường theo dân công núi dài đi dần vào rừng tầm vông. Lúc đang qua suối cạn, bỗng nghe rền một tiếng nổ chói chát. Nhìn lên, thấy phía dồ ma thiên lãnh khói bụi mịt mù. Đoàn dân công dừng lại, cắt người chạy ngược lên cứu thương binh tử sĩ. Lát sau, nhiều bà con nông dân cũng hò nhau hối hả chạy lên nườm nượp nườm nượp linh tính về một điều không lành bóp nhói tim cường đêm đó khi giật mình thức giấc cường nhìn thấy một cô y tá đang trực bên giường của mình thấy anh mở mắt cô y tá pha cho anh một ly sữa rồi thốt nhiên òa ra khóc trong cơn đau cô cứ nhắc đi nhắc lại mấy anh trên đó chắc chết quá rồi hòn đá nặng mấy chục tấn, mấy chục tấn kia mà. Khi chiếc máy bay thứ 13 chúi xuống ném bom, cơ số đạn của phân đội đã hết, anh em được lệnh rút cả vào hang. Và giây phút định mệnh ấy ập xuống, hai trái bom tấn nổ cao phía trên miệng hang, làm cả một khối đá khổng lồ đổ sụp xuống, chẹn kín miệng hang. Khủng khiếp còn hơn cả trăm ngàn lưỡi hái tử thần công binh được điều đến nhưng không có phương tiện khoan phát tảng đá kinh hoàng phương án nổ mìn thì không thể được mọi phương án khác đều không thể được tất cả chỉ còn biết nhìn nhau mà khóc bà con cả dọc dài lương phi hay tin cũng chỉ biết lặng nhìn nhau mà khóc rồi bà con bàn nhau tìm cách luồn ống trúc đổ nước đổ sữa vào hang nhưng không nước nào có thể chảy vào được tới bên trong cái chết cứ lặng lẽ bò dần vào hang từng ngày, từng giờ bằng cả đói và cả khát. Cường lả ra như tàu lá chuối gặp mưa. Em không ngờ đó là bữa cơm cuối cùng với anh em. Chỉ có mấy miếng cá khô, mấy trái dưa leo, mấy trái ớt hiểm, mấy ngụm nước. Hoành ơi. Năm 1993 tôi theo đoàn văn nghệ sĩ đi tham quan bảy núi tại chân đồi tức rụp đoàn được tiếp đãi trong nhà hàng lớn sau khi đã leo núi cả buổi sáng trở xuống lúc đó tôi rất ghét uống bia nên dù thanh hồng lủi ra ngoài kiếm rượu đế chúng tôi tìm được một cái quán rất lý tưởng có cái sân rộng chìm trong vòm vòm lá biếc quán mở nhạc guitar cổ điển êm dịu bà chủ quán trắng hồng có gương mặt phúc hậu nhìn rất cảm tình không hiểu sao tôi có cảm tình với bà chủ quán này ngay từ lúc mới gặp gương mặt ấy ánh nhìn ấy giọng nói ấy toát ra cái gì đó khiến khách có thể tin tưởng an tâm rằng mình sẽ được tiếp đón đúng mực và bởi vậy thỉnh thoảng tôi lại kín đáo đưa mắt ngắm bà ta vài lần như vậy tôi phát hiện bà ta cũng đang kín đáo quan sát tôi khi thanh hồng gọi tính tiền bà ta nhẹ nhàng bước đến nhỏ nhẹ hỏi tôi thưa ông có phải là ông từng sống ở tân châu thời chiến tranh không ạ vâng nhưng sao bà lại hỏi như vậy có điều gì chăng ồ không ạ ông giống một người đã giải thoát cho tôi đúng ra thì còn một người nữa kia tôi nghe bạn anh ấy gọi là Hoành. Hoành ư? Tại sao người đàn bà này lại biết Hoành chứ? Trái đất này ba phần tư nước mắt. Con đường trong quỹ đạo vũ trụ của nó tính bằng năm 365 ngày. Lẽ nào đã đến chu kỳ lặp lại nhanh và bất ngờ như vậy? Tôi xốn đau trong ngực như đang chạm vào một nỗi đau nhức nào đó rất cụ thể nhưng cũng rất mơ hồ rất khó diễn tả thành lời nữa nhưng làm sao bạn lại nhận ra tôi chứ người đàn bà nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống mấy giọt lệ trào ra từ hai bên khóe mắt xin lỗi ạ vậy là tôi đã không nhầm rồi vết sẹo chạy dài từ tay ông xuống cầm làm sao tôi quên được chứ có tiếng líp xe đạp kêu lách tách sau lưng Quay lại Tôi thấy một cô bé rong ròng Mặc áo dài trắng Tóc thắt bím Thả hai lọn tóc dày trên đôi bờ vai tròn trịa Con gái tôi đấy Cháu học lớp 12 Chào bác đi con Có thể các bạn cho rằng tôi cố tình bịa ra chi tiết này Để cứu vãn một kết cục quá thê thảm và có thể bạn còn cho rằng tôi bịa quá vụng về, quá dở nữa. Nhưng xin bạn hiểu cho rằng tôi đã sống sót qua hàng trăm trận đánh, đã hàng trăm lần lang thang đi thực tế trên mọi nẻo đường gồ ghề của Tổ quốc. Và tôi nghiệm ra rằng trên mặt đất này, dưới bầu trời này, không chuyện gì là không thể xảy ra. Chiến tranh đã rời xa hơn 40 năm, nhưng đề tài về người lính vẫn hấp dẫn người viết và người đọc. Bạn đọc hiện nay, nhất là những người trẻ quan tâm tới đề tài này, không phải là những chiến dịch trận đánh mà là số phận người lính, tâm tư tình cảm của người lính trong cuộc chiến như thế nào. Những tấm gương hy sinh vì lý tưởng cao đẹp, tình đồng đội thân thiết, nét lãng mạn hào hùng của người bộ đội Cụ Hồ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được các nhà văn khắc họa rất đậm nét. Còn người lính bên kia chiến tuyến, số phận, tâm tư tình cảm của họ ra sao cũng là điều cần những người cầm bút quan tâm khai thác. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe chuyện ngắn Hồi ức chiến tranh của tác giả Vũ Minh Nguyệt qua giọng đọc Hùng Sơn. cứ tưởng căn bệnh của những tháng năm đói khát vượt trường sơn của tôi đã chấm dứt khi trở về với cuộc sống đủ đầy. Nhưng không, những con ký sinh trùng sốt rét vẫn ẩn náu đâu đó suốt mấy chục năm, rồi bất ngờ vùng dậy của tôi đổ xuống trong một chuyến đi dài ngày ở vùng kinh tế mới Lâm Đồng. Nơi đây xa bệnh viện, người ta đưa tôi đến một bác sĩ tư nhân. Tôi vừa cắt cơn, bác sĩ đã nói ngay, ông còn yếu lắm, chưa đi được đâu. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao ông biết tôi muốn đi. Bác sĩ bảo, thì trong lúc mê sảng ông luôn miệng đòi đi mà. Tôi thú nhận, ừ, tôi phải đi, vì sợ không kịp nữa. Cuộc gặp của tôi với bác sĩ Long ban đầu tưởng là bất đắc dĩ, nhưng ngẫm ra đó là cái duyên. Long chăm sóc tôi bằng một sự nhiệt tình đặc biệt. Khi tôi hơi khoe khỏe, Long bảo, nếu ông không ngại, ban ngày ông cứ đi tìm cái ông cần tối về đây nghỉ để tôi theo dõi và trị dứt điểm bệnh cho ông từ đó chúng tôi thường uống rượu lai dai và kể với nhau đủ thứ chuyện lúc ấy tôi mới biết long từng là bác sĩ quân y của quân lực việt nam cộng hòa một đêm khi đã say khoảng cách giữa hai thằng đàn ông tuổi lục tuần đã được lấp đầy long bỗng bảo cuộc đời kể cũng hay thiệt tôi với ông người chiến thắng kẻ bại trận Ngồi được với nhau thế này không dễ. Tôi cảm ơn ông." Thức ngạc nhiên. "Bệnh nhân phải cảm ơn bác sĩ chứ." Lòng bảo. "Tôi cảm ơn ông là có lý do. Tôi đã biết ông là nhà văn, ông vào đây để tìm ký ức mà tôi thì cũng đang đi tìm." "Tìm gì?" Tôi nhướng cặp mi đã chịu hỏi lại. "Không chỉ người thắng cuộc mới có quyền đi tìm quá khứ à nha." Nói rồi long loạn choạng rời bạn nhậu vào phòng mang ra một cuốn sổ giấy cũ vàng có những dòng chữ đắn nót thật đẹp tôi viết cái này ông đọc rồi sửa câu chữ giúp nha may ra được in báo tôi sẽ có cơ hội tìm cô ấy tôi vừa lật từng trang sổ hỏi lại người yêu cũ à lòng nói nghiêm trang còn hơn thế ông cứ đặt đi sẽ hiểu ngày ấy tôi đi cùng một toán biệt kích bí mật tầm soát trong rừng trường sơn để tìm đường mòn hồ chí minh nhưng chuyến đi ấy tụi tôi bị việt cộng đánh cho tơi tà năm thằng chết bốn tôi dính hai vết đạn một xuyên qua cánh tay trái một vào mạng sườn những vết thương không hiểu nhưng cũng đủ bắt tôi chết giấc qua đêm phải đến trưa hôm sau mặt trời trói gắt xuyên vào mặt tôi mới mở mắt ra và kinh hoàng một con cọp đang điềm nhiên ngồi nhai sát lính cái tôi khoảng ba bước chân không biết sức lực ở đâu rộn về mà tôi có thể chộp ngay súng nhằm con hổ kéo một điểm xạ dạ dài rồi bật dậy co chân chạy càng đi càng lạc đói mệt tuyệt vọng không lê được chân nữa tôi đã định kê súng vào đầu đúng lúc ấy tôi nhìn thấy một thằng bé khoảng ba tuổi Mặc chiếc áo bộ đội thùng thình. Tôi rụng mình, toá mồ hôi lạnh. Ma! Tôi đã nghe người ta kể nhiều về những hồn lính trẻ đánh bài tiến lên và gây lộn với nhau như thật. Những hồn nữ thanh niên sung phong vừa làm vừa hát véo von. Nhưng mà trẻ con thì tôi chưa nghe kể bao giờ. Kinh hoàng, tôi nhảy lùi lại vài bước dương súng. Bất ngờ, một bóng người từ đâu nhảy bổ ra gạt tôi gã văng rồi nhau vào ôm chặt thằng bé. Tôi lồm cồm đứng dậy cứng họng, úa không thành tiếng. Lùi ra xa, xa, không tao bắn chết. Người phụ nữ chĩa mũi AK về phía tôi hét lớn, đôi mắt quắc lên dữ tợn. Tôi buồn rùn ném khẩu AR-15 về phía cô ấy, rồi ngửa đôi tay không thều thào. Tôi bị lạc, cô làm phước cứu tôi. Đứng im đó, người phụ nữ cúi xuống nhặt khẩu súng của tôi khoác lên vai rồi một tay xách súng ak một tay ôm thằng bé đi giật lùi vào hang một lát sau cô ấy trở ra tay vẫn lăm lăm súng trong tư thế sẵn sàng nhà đạn tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy ném ra một chiếc ba lô căng phòng trước mặt tôi ông cầm lấy và đi đi tôi không biết đường xin cô cho tôi ở lại ít ngày không được Tôi quỳ xuống, chắp tay vái lia lịa. Xin cô cho tôi nói, vết thương của tôi đã nhiễm trùng, nếu đi tiếp chắc chắn tôi sẽ chết. Nếu cô không cho tôi ở lại thì cho tôi một viên đạn để tôi được chết ở đây. Nét mặt người phụ nữ lộ rõ vẻ lưỡng lự. Lưỡ. Cô ấy chưa biết trả lời thế nào thì thằng bé bỗng chạy ra gọi, "Mẹ, mẹ." Cô ấy quay lại ôm con vào lòng và đứng nhìn tôi rất lạ không biết cô ấy nghĩ gì một hồi sau bồng con vô hang tôi không dám đi theo đành mắc võng tiếp tục chờ hôm sau cô ấy giả bảo vài hôm nữa có chăng là một cọp động dục chúng kéo về phủ nhau bên suối nhiều lắm ông mau tìm lối về với gia đình đi giờ này chắc cha mẹ ông đang mong ông lắm tôi không biết đừng ra chỉ biết họ đi theo hướng kia, vòng theo chân núi này. Tôi đã chuẩn bị đủ lương khô gạo sấy cho ông. Cô ấy nói một hồi dài, dành dãy từng câu. Toàn thân tôi bải hoài, những vết thương căng nhức. Thôi, đằng nào cũng chết. Cảm ơn cô. Tôi nói thế là để cô ấy yên tâm trở vào hang và tôi tự định đoạt số phận của mình. Nhưng tôi vừa nói xong, cô ấy bỗng giật mình. Có lẽ cô ấy đã cảm thấy trong giọng nói của tôi có âm sắc của lời chắc chối. Cô ấy nhìn năm năm vào mặt tôi, môi mím lại. Tôi hiểu cô ấy đang suy nghĩ lung lắm. Đã mấy lần cô toan dợ bước quay vào, nhưng rồi lại đứng im. Và cuối cùng cô tiến đến trước mặt tôi, mũi súng thõng xuống đất. Cô đặt tay lên vai tôi và nói bằng một giọng thật dịu dàng ở đây chỉ có hai mẹ con tôi tôi đang làm nhiệm vụ trông coi và bảo quản cái kho này tôi đồng ý cho ông ở tạm đây để chữa vết thương nhưng nên nhớ nếu ông có bất cứ một cử chỉ khác lạ thì một là tôi giết ông hai là ông giết tôi nhưng nếu giết tôi xin ông hãy nuôi thằng bé đồng ý không tôi mừng rỡ lắp bắp xin cô hãy tin tôi tôi rất biết ơn cô Bữa ăn đầu tiên trong hang ấy tôi không thể nào quên được. Gạo sấy ngâm nước lạnh, rau rừng sống và mấy con cá phơi chưa được khô. Cô ấy xúc cho con ăn. Đứa bé ngồi trong lòng mẹ nhai ngon lành. Nó nhìn tôi như một con vật lạ lẫm. Rồi chỉ tay vào tôi kêu. Bắt con hỉ này. Không phải khỉ đâu. Bộ đội đấy. Cô ấy vội vàng sửa con. Bộ đội có mắt này, có mũi này, có cái chân có cái tay như của rừng đấy ra là thằng bé tên rừng thật khó đoán nó là gái hay trai mặt vuông như con trai nhưng da lại trắng tóc dài buộc sau gáy như con gái nó vẫn mặc kéo bộ đội chùm kín chân xong bữa cô ấy ôm ra một bộ chăn màn đặt lên chiếc sạp được kê lót bằng những thùng lương khô để tôi rửa vết thương cho rồi ông hãy ngủ tôi ngoan ngoãn bỏ lên sạp. Cô ấy mở túi cứu thương lấy bông băng cồn sát trùng. Thao tác coi bộ thành thạo, nhưng lại không giấu nổi vẻ ngượng ngùng trước cơ thể đàn ông cởi trần. Tôi đành nhắm mắt giả bộ ngủ, và khi cô ấy xong việc, mặc áo đắp chăn cho tôi. Tôi cũng muốn ngủ thật, nhưng người tôi nóng hầm hập, hai môi khô khốc, tôi sốt mê man. Đến gần sáng, tôi rất run cầm cập, tôi rất muốn gọi cô ấy nhưng hai môi cứ dính vào nhau hàng rộng tối om om không biết mẹ con cô ấy ngủ chỗ nào cày cực tôi nằm chờ chết vô lý thật bao nhiêu ngày suối sâu đèo cao lê lết thì vẫn sống bây giờ chăn ấm đang hoàng lại chết tôi tỉnh lại khi cảm nhận có một bàn tay đặt vào chán cùng tiếng kêu lo âu ông sốt cao quá sao hồi đêm không gọi tôi dậy Tôi lở đở mở mắt ra. Thằng bé vẫn đứng dưới chân cô ấy. Vậy là tôi chưa chết. Tôi uống cạn bát nước lá cây chua chua, ngọt ngọt, hăng hăng mà cô ấy mang đến. Uống vào đến đâu, mát rồi đến đấy. Chiều mấy, tôi tỉnh táo và thấy đói. Bỗng thèm ăn một tô cháo nóng mà má hay nấu mỗi khi tôi uống. Nhưng cô ấy chỉ mang đến một chén lương khô ngâm nước. Tôi dựa lưng vào thành hang để cô ấy bón cho từng muỗng. Nhờ những bát nước lá cây của cô ấy, tôi khỏe dần, có thể đi lại được trong hang. Thằng bé không còn sợ, đã dám lân la leo lên chỗ tôi ngủ. Tôi thọc lét cho nó cười khanh khách. Nó bắt tôi quỳ xuống làm voi cho nó cưỡi. Trong tôi có một thứ tình cảm gì đó lạ lắm mơ hồ dâng lên. Một buổi chiều mưa như thác đổ, nước suối dành lên tận cửa hang những tia chớp lóe xoẹt cắt bầu trời thanh chấp mảnh gió lạnh thốc vào hang ù ù tụi tôi rút lên trên tảng đá bằng phẳng gần nóc hang thằng rừng có vẻ thích thú với chỗ nằm mới nên sau khi nhai hết một phong lương khô tu một hơi nước thì xoa bụng cười rồi giúp ngay vào chăn ngủ lần đầu tiên tôi và cô ấy ngồi sát nhau đến thế điều ấy khiến cả hai sợ hãi cô ấy vội vàng mang súng ra lau mắt cô ấy nhìn xuống. Bàn tay cầm rẻ lau miết, lau miết trên khẩu súng đã sạch bong. Tôi nghe rõ hơi thở cô ấy dập dồn, rồi cô ấy nói cuống. Ông phải đi thôi. Tôi hốt hoảng chụp bàn tay cô ấy. Tôi rất muốn ở lại đây với cô. Bao giờ? Không chờ nghe hết câu, cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, khuôn mặt thoát sắc lạnh. Không được đâu. Mai kia các anh ấy về, tôi biết ăn nói thế nào biết không thể lay truyền được ý cô ấy, tôi hỏi lặng. Tôi tên là Long, còn cô? Nhan, An Nhan. Họ An, tên Nhan rất đẹp, cái tên nhàn nhã, sao người vất vả vậy? Chiến tranh mà, tôi... Nhà nạ. À, một lần nữa, tôi chụp lấy bàn tay cô ấy, nói như cầu khẩn. Tôi rất muốn ở lại đây với cô. Khi các anh ấy về, tôi sẽ xin các ảnh nhàn đừng xua đuổi tôi nữa nhàn vội cụp mắt bối rối tôi không hẹp hòi gì với ông cả tôi cũng không ghét bỏ ông đâu nhưng nếu ông ở đây tôi sẽ bị kỷ luật tôi không thể sống chung với địch những câu đầu cô ấy nói ra một cách khó khăn nhưng câu cuối cô ấy nói nhanh gằn và lạnh lẽo trời ơi cái từ địch tôi đã nghe và đọc hàng trăm ngàn lần trước đó nhưng luôn cảm thấy bình thường. vậy mà khi ấy trong cái hang đá ấy tôi lại cảm thấy đau đớn đến nghẹn ngào. cơn đau đã khiến tôi tuôn hết ra những uất ức thành thực trong lòng. tôi đã nói với cô ấy rằng tôi là người căm ghét chiến tranh. chiến tranh đồng nghĩa với giết chóc. đó là điều tôi ghê sợ. chính vì thế tôi mới chọn học trường y. tôi chỉ muốn trở thành bác sĩ cứu người. nhưng tôi bị ép đăng lính khi chỉ còn một kỳ thi cuối nhàn ngồi lặng yên nghe tôi nói. Nét mặt đã dịu lại như vốn có. Khi tôi ngừng lời, cô ấy mới giải bày. Tôi không được học hành như ông. Gia đình tôi bị trúng bom Mỹ, chết hết. Lúc ấy, tôi đang chơi bên nhà bà ngoại. Tôi không còn nước mắt để khóc nữa. Tôi xin nhập ngũ khi chưa đầy 18 tuổi. Mấy năm ở chiến trường, tôi không nhận được tin tức gì từ bà ngoại tôi. Giờ tôi cũng không biết bà còn hay mất. Ở mãi trong cái hang này, nhiều lúc tôi đã phát điên. Mỗi khi ra suối, so mặt mình xuống đó, tôi thấy sợ lắm. Nhiều lúc, tôi đã nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi tôi phải gạt đi. Tôi phải sống vì con tôi, còn cái kho hàng này, và còn anh Bân nữa. Anh Bân nào? Ông đừng hoảng hốt như vậy. Nhàn nhìn tôi chấn an. Anh ấy nằm ngoài kia kìa hàng ngày tôi vẫn trò chuyện với anh ấy. Tôi hy vọng người ta sẽ vào tìm mộ anh ấy và mang mẹ con tôi về. Nói đến đây, đôi mắt cô ấy lộ rõ vẻ hoang mang yêu đuối đàn bà. Điều đó khiến bản năng che chở của thằng đàn ông trong tôi trỗi dậy. Tôi sẽ ở lại đây cùng cô trông coi kho và nuôi dạy thằng rừng. Không được đâu ông à. Giọng nhàn bỗng trở nên ngạt ngạt. Người ta có thể quên cái kho này, chứ gia đình và đồng đội không thể quên anh ấy. Sẽ có ngày. Tôi quay sang nhìn. Khuôn mặt nhàn nhoe nhoe nước. Cô ấy ôm lấy đầu gục vào hai gối. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Thằng bé mơ ngủ nói một câu gì đó rồi ngọt nghẹt cười. Nhàn đừng khóc nữa. Tôi cũng không chịu nổi nữa rồi. Ngay từ lúc tỉnh dậy sau khi bị thương giữa rừng, tôi đã tuyệt vọng đến mức muốn dành cho mình một viên đạn nhưng tôi bỗng nghĩ đến ba má chắc má đang tụng kinh gõ mõ cầu nguyện cho mình và rồi tôi gặp cô như định mệnh hôm ấy tôi đã định bắn ông nhưng tiếng gọi của thằng rừng khiến tôi dừng lại đôi mắt trong veo của thằng bé tôi không muốn nó chứng kiến cảnh mẹ nó giết người sau câu nói của nhàn tụi tôi bất giác quay sang nhìn thằng rừng. Nó vẫn ngủ say. Nụ cười thiên thần phảng phất trên gương mặt nguyên sơ. Tôi nói với nhàn điều thành thật. Cho đến bây giờ, tôi không muốn dính dáng gì đến binh nghiệp nữa. Mong cô đừng xua đổi tôi. Rồi đến lúc hiện tại sẽ trở thành quá khứ. Tôi tìm trong kho được một chiếc kéo, dẫn thằng rừng xuống bờ suối cắt tóc rồi tắm gội sạch sẽ khi tôi đưa thằng rừng trở về hang. Nhàn như không tin vào mắt mình. Quả thực, tôi chưa gặp một đứa bé nào đẹp như thằng rừng. Khuôn mặt bầu bĩnh, da trắng, môi đỏ như muối quýt, chân tay bụ bẫm. Trước thằng bé, tôi cảm thấy chiến tranh, giông bão, đạn bom và thú dữ. Tất cả chẳng có nghĩa lý gì. Trong cơn phấn chấn, tôi bỗng nảy ra ý tưởng. Nơi đây thật là đẹp ha, nhàn. Hết chiến tranh, người ta sẽ biến chỗ này thành một khu du lịch. Cái hang này sẽ kéo điện vào trăng đèn rực rỡ, có sân khấu để biểu diễn, có khu riêng để hội họp, có chỗ chơi vui. Dưới suối sẽ thả những con thuyền độc mộc để du khách xuôi dòng về phía hạ nguồn. Trên núi, họ sẽ khắc một cái biển. Nơi đây có một khu giải phóng đã từng chiến đấu bảo vệ kho hàng. Nhạc bật cười vui vẻ. Anh nói hay quá, lúc ấy anh sẽ làm gì anh Long? Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn nhàn. Lần đầu tiên trong đời tôi được nghe một người con gái sư bắc gọi là anh ngọt ngào chân tình như vậy. Không kìm được lòng mình, tôi ôm um nhàn, hôn ghi lấy môi cô ấy. Nhàn đẩy tôi ra, nói nhỏ nhỏ. Có một người đã làm y như anh vậy, và tôi đã xua đuổi anh ấy. Không biết anh ấy có tìm được đường ra để trở về đơn vị không? nghe xong câu của nhàn ngực tôi nhói một cái có một cái gì đó dâng lên cổ nghẹn nghẹn tôi dỗi dằn bằng cách câm lặng nhàn đặt tay lên vai tôi nói nhỏ tôi chưa kể cho anh biết vì sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này rồi chẳng cần biết tôi có muốn nghe hay không nhàn cứ kể tôi ngồi giả bộ thở ơ nhưng tai căng ra cố thu trọn vẹn câu chuyện được kể bằng một giọng trầm buồn. Ba người chúng tôi tìm được đến đây, cũng như ông hôm ấy, bộ dạng tơi tà, đói vàng mắt, áo quần xác sợ bẩn thỉu. Người dẫn đường bị sốt rét ác tính chết khi mới đi được một chặng ngắn. Đón chúng tôi là một đồng chí coi kho cũ. Bốn anh em chúng tôi duy trì nếp sinh hoạt như ở đơn vị. Tôi nuôi quân, còn ba anh bảo quản kho. Một hôm, chúng tôi bị bọn thám báo tập kích. Dù bất ngờ, nhưng chúng tôi vẫn kịp nổ súng diệt được ba tên. Những tên còn lại phải rút chạy. Nhưng anh Bân, anh cả của chúng tôi hy sinh. Còn lại tôi với hai chàng trai. Và tôi đã yêu một trong hai chàng trai ấy. Các anh ấy đều yêu tôi, nhưng tôi chỉ yêu được một người. Anh ấy là bố của rừng. Nhàn lắc đầu, vừa khóc vừa nói. Không, tôi yêu anh ấy bằng một tình yêu trong sáng, anh ấy cũng vậy. Chúng tôi hứa với nhau sẽ giữ gìn đến ngày hết chiến tranh. Vậy thằng rừng là con ai? Tôi hỏi như muốn gạo lên. Nhàn cúi mặt cắn môi một hồi, rồi bất ngờ ngẩng phát lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh bình tĩnh, nghe tôi kể hết sẽ hiểu. Một ngày, hai anh nói với tôi rằng phải tìm về đơn vị và hứa trở lại. Tôi đã một mình ở lại đợi nhưng chỉ có một người quay lại. Anh ấy không phải là người yêu tôi. Anh ấy kể, dọc đường đi, hai anh bị phục kích, mỗi người chạy một ngả. Anh ấy tìm về hang là muốn đưa tôi đi cùng. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là trông coi và bảo quản kho, bỏ đi sao được. Vậy là anh ấy phải ở lại. Và rồi một trai một gái giữa rừng. Cái gì đến đã đến. Sau khi ngã lòng, tôi đã chợt tình và cảm thấy có lỗi với người yêu tôi đã gào khóc và ném đất đá vào người anh ấy tôi đuổi anh ấy đi nhàn lại bưng mặt khóc lần này thì tôi đã mạnh dạn ôm lấy vai cô ấy nói một câu an ủi thôi đừng khóc nữa thằng rừng là tài sản vô giá của nhàn mai kia nhất định nhàn sẽ gặp lại người yêu nhàn ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt ướt người lúc ấy tôi còn gì cho anh ấy nữa mà gặp ngực tôi thắt lại khi đọc tới trang này lẽ nào nhàn trong câu chuyện của long cũng chính là vân của tôi ngày ấy trên đường trở về tìm đơn vị chúng tôi đã đụng biển kích. Khi nghe tiếng cắt đề tai, phát sơ từ học một khẩu M79 trong lùm cây cách nói chục mét. Cả tôi và Lượng đã lăn ngay vào gốc cây trước khi quả đạn lao tới Nổ quỳnh cùng với loạt đạn AR-15 quét sát sạc. Trượt mục tiêu, bọn biệt kích phát rồ. Chúng tủa ra bao phây tính bắt sống chúng tôi. Để đánh lạc hướng địch, tôi hết lượng chạy đi, còn mình chạy ngược lại, vừa chạy vừa có súng bắn cầm chừng, không biết lượng có thoát không, còn tôi dính đạn gục xuống. khi tỉnh dậy đã thấy nằm trong bệnh viện của địch ở giữa thành phố Đà Lạt. tôi đã nghiến răng chịu những đòn tra tấn khủng khiếp để giữ bí mật cho cái kho hàng trong hang đá có vân của tôi. không khai thác được gì địch đất này tôi đi phú quốc. không, vân của tôi không thể là nhàn trong câu chuyện của Long chiến tranh mà những thân phận giống nhau, những cảnh huống giống nhau nhiều lắm. nhưng nhỡ nhàn đúng là vân của tôi thì sao? với một trạng thái vừa ghen tị vừa tò mò, tôi dở tiếp những trang viết của long. cứ tưởng sau lần nói chuyện ấy tôi sẽ được nhàn chấp nhận, nhưng không, tôi vẫn phải ra đi. nhàn xếp cho tôi một ba lô đầy lương khô và gạo sấy thêm hai bình tông nước đưa cho tôi một khẩu AK và mấy quả lựu đạn. Cô ấy bế con, đeo súng, đưa tôi đến trước mộ anh Bân, rồi quỳ xuống vái. Anh ơi, hôm nay anh em mình tiễn một người khách về thành phố. Anh sống khôn chết thiêng, phù hộ cho nháy tìm được đường đi, tránh mọi nguy hiểm, trở về với cha mẹ an toàn anh nhé. Nhàn và thằng rừng đi theo tôi vòng qua chân núi một đoạn dài mới dừng lại. Tôi ôm giết mẹ con cô ấy vào lòng đứng lặng. Thú thực, giá lúc đó cô ấy khóc, chắc tôi sẽ quỳ xuống và xin được ở lại. Nhưng cô ấy đã vùng ra, mắt giáo hoành. Cô ấy mỉm cười, gỡ thằng rừng ra khỏi tay tôi, lùi lại. Hai mẹ con giơ tay vẫy vẫy. Tôi chỉ biết nghẹn ngào quay mặt bước đi. Hôm ấy trời trong, những tia nắng chiếu xiên khoai qua tán cây, đèn rừng bốc hơi ngột ngột. Mắt tôi mở đi, con đường vòng dưới chân núi đá tay mèo nhô lên sắc nhọn từ thảm lá mộc phủ dày. Tiếng vận hũ náo nùng và tiếng hổ gầm xa xa khiến tôi chợt chợt muốn nửa bước đi, nửa muốn quay lại. Cuối cùng, lòng tự trọng của thằng đàn ông trong tôi đã thắng. Tôi đã đọc đi đọc lại tập bàn thảo của Long trong đêm, ngõ hầu tìm ra một chút manh mối nào đó của những nhân vật. Nhưng càng đọc, tôi càng thấy hoang mang hơn 40 năm rồi còn gì Thời gian đã vùi lấp quá nhiều thứ Tôi hiểu Long đã bỏ rất nhiều thời gian công sức Để đi tìm người trong quá khứ Mà chưa thấy Nên đành phải viết ra câu chuyện này Để nuôi một hy vọng mong manh vừa nghe chuyện ngắn Hồi ức chiến tranh của tác giả Vũ Minh Nguyệt. Chuyện ngắn là góc nhìn mới mẻ về mối quan hệ của người lính ở hai bờ chiến tuyến trước và sau chiến tranh. Bây giờ mời các bạn nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, chiến tranh và người lính là đề tài lớn trong văn học Việt Nam. Hiện nay người đọc đòi hỏi những câu chuyện chân thực về hình ảnh người lính cả hai bên chiến tuyến địch và ta đã qua cái thời tác phẩm viết về người lính chỉ có màu hồng. Người lính hiện lên trong trang viết đời thực hơn, bình thường hơn, chứ không chỉ có hình ảnh anh hùng. Hiện nay, sau quãng lùi về thời gian, thì nhà văn có cái nhìn khách quan hơn, đúng đắn hơn về người lính cả hai phía. Nhân vật Long trong truyện ngắn là hình ảnh của nhiều thanh niên tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Họ bị vòng xoáy thời buộc kéo vào cuộc chiến dù không hề mong muốn. Tuy cầm súng chiến đấu, nhưng bác sĩ Long cũng như nhiều người khác không muốn bắn giết họ cũng chỉ muốn chiến tranh kết thúc để trở về với công việc bác sĩ, kỹ sư, học sinh, sinh viên, người nông dân bình thường. Khi Long sắp chết vì bị lạc đường, đã gặp một nữ chiến sĩ Việt Cộng. Lòng bao dung của một người phụ nữ khiến An Nhàn không nổ súng ngay khi nhìn thấy Long và cuối cùng lại cứu mang, cứu giúp anh. Một sự gặp gỡ chớ trêu kịch tính và cũng nói lên rất nhiều điều. Và rồi, Long đã đem lòng yêu mến An Nhàn. Có lẽ tình yêu của anh bắt nguồn từ sự biết ơn và lòng khắc phục. Chỉ đến khi đã bỏ đi rồi xa cách mấy chục năm, Long mới thấy tình cảm đó càng ngày càng đáng quý. Một câu chuyện tình cảm cho cuộc chiến cũng đầy những cung bậc tình cảm, cũng éo le, cũng lãng mạn, không kém bất cứ một mối tình nào giữa hai người lính cách mạng. Những tình cảm chân thành của nhân vật Long cũng như số phận của anh trong và sau cuộc chiến khiến người đọc người nghe xúc cảm. Tác giả có cái nhìn bao quát hơn, chân thực hơn, đề cao tính nhân văn, kể cả khi viết về những nhân vật phía bên kia chiến tuyến. quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình sau trên sóng FM 96,5 MHz và tại trang web vv2.vn.